Rồi Còn còn lại ông hình ông Nguyễn Trung Trực mà cháu phải gửi xuống gửi xuống dưới đình á, tặng người ta thờ. Mà sau này cái ông cái cháu mới thuê cái dựa ở dưới chợ Ôn á, cháu bán thì trong tới cái ngày cúng ổng là ngày 16 tháng 4, cái ổng mới nói thức dậy đi, mà sao mà ngủ hoài vậy, không thức dậy thì cúng tướng. Cái giật mình vậy nói với ông xã, nói ủa sao tôi nằm bao người ta kêu đi cúng tướng là sao, người ta nói đi cúng tướng là sao, nói trời ơi bữa nay cúng thần nè, ông thần Nguyễn Trung Trực á. Cái mới nhớ lại nó vậy là ông thần ông kêu mình mà ổng là tướng sao. Cái người ta mới nói thì ổng hồi ổng sống thì ổng là tướng, ông chết thì ổng về thần. Cái nó ủa vậy hả, thì xuống là con nói thiệt, phải lúc đó mà con biết chụp hình quay phim này là con quay luôn, người ta rất là đông mà con xuống vô lại ổng, cái ổng cười nhắc cái râu của ổng lên vậy đó, ở trong hình ở trong hình á, trong cái hình mà dưới đó rất là đông, người ta rất là ngưỡng mộ của lắm. Đây cũng thấy lạ, tại vì cái ông lão đó ông sinh năng rồi ông biết mất rồi mình cũng sợ đó. Ông qua bên kia ông sinh năng rồi ông cứ kêu cửa hoài, chừng nói phải nói cả 10 phút vậy đó là người ta không có mở cửa. Cái con thấy vậy con nói mà ông ơi ông hai ơi ông đi qua đây con cho cơm ông ăn nè, nếu hết cơm thì con nấu. Ông nói vậy hả, nhưng mà nhà mày không còn hột gạo rồi không còn miếng cơm nguội nữa mà mày nghĩ sao mày kêu tao ăn. Thì thấy ông này trông nó lạ, bổn vô ông lục cái gì không biết vậy cả, chạy vô trong chổng thì dở cái hũ gạo lên không còn hột luôn, trong nồi cơm mà tụi mấy đứa nít đứa con đó nó vét không còn Mà miếng bình luôn, thường là gạo mình con không có, cũng như là thường thường là cũng như là bán buôn nhộn nghèo mà chú bán, thì đi về thì mua đủ 1 lít thì nấu thôi. Rồi đó thì ngày đó tụi nó nhà nó mà ông biết gạo mình hết. biết gạo hết rồi biết cơm hết, cái sợ cái nói vậy là cái ông này thần tiên gì rồi chứ không phải người. Dạ, Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Lời nói đầu tiên Châu Phú thân ái kính chào quý cô chú anh chị và các bạn. Thì kính thưa quý vị, hôm nay Châu Phú đi đến phòng thuốc của chú Ba Hùng quý vị, thì cũng có nhân duyên gặp được cô Út, cô Hai, dì Út và các sư huynh đệ tỷ muội có mặt hôm nay quý vị. Và kính thưa quý cô chú anh chị, lúc nãy cũng rất là ngạc nhiên khi mà Châu Phú nghe cô Út đã kể lại cho Châu Phú nghe quý vị cái câu chuyện là mình được một ông lão thử coi cái tâm của cô Út như thế nào, và cũng đi thử dài dài ở gần xóm của cô. Và cái nhân duyên mà Châu Phú gặp được đó là có người đi theo cô Út quý vị 16 tuổi, kể với Châu Phú nghe lúc nãy đó là mất rồi, nhưng mà trở lại kể cái cách mình tu tập đó quý vị. Và bây giờ chắc là có lẽ là lâu lâu cũng trở về để mà độ cho phần bên cô Út, nên Châu Phú đã nhờ cô Út cùng cô Hai cùng với sư huynh đệ tỷ muội chia sẻ một cái video để gửi đến quý vị. Chúc quý vị sức khỏe bình an nha, và Nam mô A Di Đà Phật. Con chào chú Ba, chào cô Út, cô Hai, dì Út, sư huynh nha. Dạ chào chị, chào Châu Phú, dạ Nam mô A Di Đà Phật. Thì thưa chú Ba, lúc nãy con thấy cũng rất là ngạc nhiên chú Ba, tự nhiên có phần ở trong cô Út đi ra 16 tuổi mà nói tu á, là khi mà mất rồi đó thì tu tu bây giờ là ở cảnh giới tiên, lâu lâu về thì có gì chú Ba cứ chia sẻ rồi mời ra ha. Dạ, Di Đà Phật. Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Lễ kính đức thầy, kính thưa quý vị cộng đồng mạng xa gần trong và ngoài nước. Kính thưa quý vị, thì hôm qua tôi cùng Châu Phú đi Tâm Bình quay một vị sư 24 tuổi, thiêu còn lại trái tim năm 74, và có về ở là Nam Sông Hậu, là quay cái cô đó cũng là người Bắc, mà cũng nhờ bề trên chuyển cho nên cô tu hành là được Phật thầy Tây An, rồi được ông Ba Thới, ông Nguyễn Trung Trực. Thì cô ta từ một cái người đi nấu đám giết gà vịt một hai chục năm rồi, thì cô tự nhiên là cô ở bề trên hướng dẫn, rồi cô ngã ra, rồi cô bây giờ ăn chay chặt thuốc 3 năm, rồi đi làm thầy thuốc 14 năm. Bây giờ cỡ trở về cái pháp thiền, tức là lúc nào cô cũng dòm lại trong tâm cô có một cái sự yên lặng bình tĩnh và nhớ Phật. Cho nên ngày hôm qua anh em quay cổ
tới đi về nhà đêm hôm tới 11 giờ đêm. Bữa nay cũng tình bất ngờ thì cô Út đây, người ở Trà Ôn, và đồng thời cô Hai cũng ở Trà Ôn, ở bên Mỹ 40 mấy năm, thì trở về đây thì cũng đi theo cô Út đây lên tôi để mà trị bệnh. Thì tất cả quý vị hiện nay cùng tôi thì vấn đề trị bệnh đây là cũng giống như cái xe sửa đỡ để đi. Cho thật ra thì sống muộn gì cũng phải ra nghĩa địa. Thì cũng giống như mấy cái xe mà nhập cảng vậy. Thì sửa hư sửa thôi nhưng cũng có ngày ra bãi. Thì mình thì kiếp sống con người. Để nếu hàng năm hàng sáu để lên thì sống trên dương gian này hạnh phúc không bao ngày. Và vui sướng không bao lâu. Thì chúng ta cũng phải trở về với các bụi. Cho nên vậy mà ngoài cái việc lên đây trị bệnh thì các cô còn có một cái ta hướng về đạo đức tâm linh. Thì cô Út này hỏi ra thì theo Hòa Hảo ăn chay được bao nhiêu năm rồi? Dạ con trước giờ thì con ăn cũng mấy chục năm rồi. Con mới bỏ cũng thời gian cỡ năm con quay trở lại. Dạ, dạ. Còn cô đây ở bên Tinh Lành. Nhưng mà đạo nào thì nói chung là cũng hướng cho chúng ta về Phật về trời. Tinh Lành thì Chúa thường hay tuần lễ thì đi đến nhà thờ để cầu với Chúa tha tội cho con, là khi con qua đời được về với Chúa. Mà Chúa là tức là ở trên thiên đường đó, thì bên đạo Phật thì nói là cõi trời đó, hoặc là của tiên. Thì hôm nay thì cô này nói chung là cũng giống như cô Tò Hủ ngày hôm qua ở dưới Hậu Giang, thì cũng nhờ bề trên mới có thể tu được. Thì hôm nay cô nói ăn chay mấy chục năm, thì có lâm dấp thì cái đó cũng bỏ qua, thì tính ra cũng mấy chục năm. Dạ. Thì hôm nay kính mời cô kể lại cái chuyện mà trong đời của cô là sống như bao nhiêu người khác, nhưng mà có cái sự vô hình là ủng hộ cô, là gặp cô, gần gũi cô và độ cho cô. Như hai cái chuyện mà thứ nhất là có một cháu 16 tuổi chết đi rồi sống lại rồi bây giờ tu, rồi bây giờ không phải chết rồi tu rồi, bây giờ cũng hay theo cô hộ. Với hai nữa, hai lần mà cô nói gặp Phật Bà Quan Âm mà đứa con với cô chết là coi như bệnh viện đã cho là trở về đó, nhưng mà nhờ Phật Bà Quan Âm cứu lại. Cái chuyện này nói chung là cũng là một cái điều hy hữu ở trên trần gian này. Hiện nay người ta sống với khoa học, cho nên là gần đây anh em chúng tôi lên liên tục về những cái gì nó liên quan tới tâm linh, để cho thế gian này biết rằng khoa học nó đứng ở sau Phật học. Bởi vì khoa học bây giờ nó đi đến giai đoạn là cùng đường rồi. Văn minh tới đây hình như chấm dứt rồi. Là bởi vì thế giới bây giờ nó đang đi vào cuộc chiến tranh. Cho nên vậy mà nó lo về vấn đề kinh tế đời sống của quả đất này đi đến chỗ giàu hơn thì tới đây hình như nó muốn ngưng rồi. Mà nó lo chiến tranh. Cho nên vậy mà hiện nay vấn đề trái đất của chúng ta đang khủng hoảng kinh tế toàn cầu. Cái thứ hai là thiên tai nó không ngừng nghỉ. Cách đây mười mấy năm thì Nhật Bản bị một trận động đất là cũng làm chấn động thế giới, chết mấy chục ngàn. Nhưng mà đầu năm mẹo này thì Thổ Nhĩ Kỳ, Syria nó chết cũng trên mấy chục ngàn. Cho nên vậy mà cái thế giới chúng ta là sống muộn gì đi đến chỗ là tận diệt, là gọi là chết hết rồi lập đời trở lại đó. Sau này chỉ có những người có tu thôi, được Phật trời Chúa cứu thì mới có thể sống lại trên cái hành tinh này sau khi thiên đình và Chúa hay Phật lập lại cái gọi là cái thế giới thượng nguyên đó, thì chúng ta mới có thể qua bên đó sống được. Thì hiện nay cô trở thành người ăn chay trường và trở thành người tốt là để chuẩn bị cho qua cõi thượng nguyên, người ta gọi là cõi thượng nguyên thánh đức. Mà nói về Thiên Chúa đó là thiên đường đó, mà nói về đạo Phật đó là cõi tiên. Như vậy thì thôi, kính mời cô kể từng giai đoạn trong cuộc đời của cô đã gặp, thì kính mời cô Út. Dạ, thì trước kia hồi lúc cháu còn nhỏ đó chú, cũng lên cũng 9-10 tuổi gì đó, cũng lâu quá, mình cũng không nhớ, mà nhớ rõ là 9-10 tuổi gì đó. Khi mà gặp có một cái vị đó là cũng như là kêu bằng chú Bảy đi. Ai cũng kêu là chú Bảy, thì cháu cũng kêu là chú Bảy. Khi thấy ông ngồi trên cái bàn mà cứ ngồi viết hoài từ sáng tới chiều, rồi từ chiều tới tối, rồi cháu mới bước lại nói chú Bảy không ăn cơm cho chú Bảy viết hoài vậy. Cái đó thấy thật hay là nằm trong cái bao? Cái đó thật,
cái đó thật. Thì chú bỏ ở gần nhà hả gì? Dạ không biết ở từ đâu đến. Cái ông mới nói là thôi con lại đây ta cho con một tấm tiền này. Khi tấm tiền đó là 20 ngàn, mà cháu còn nhớ là cái tấm đỏ đỏ đó. Thì trong đó là viết bút lông xanh, là viết cái chữ gì không biết. Nhưng mà ông nói rằng là con lớn lên sau này con đi qua một cái con thuyền đó đó, thì người con trình cái tấm tiền này con mới được qua. Nhưng mà thực tế hồi 9-10 tuổi sẽ giờ đâu có giữ được đâu chú. Dạ. Rồi mà cũng rất là tiếc, phải hiểu biết thì như bây giờ thì chắc cũng cất giữ. Nó thì nói là nếu mà con không có thì ông Năm Chèo ông sẽ nuốt con. Rồi cái cũng sợ nết mà. Cái này dạ để con giữ. Khi mà sau này cũng mất tiêu à. Rồi có sau này khi mà có chồng có con rồi á thì cũng nghèo lắm. Cái nhà thì dột hết, không có lành lặn gì hết, cũng bằng hoài khổ hoài à. Cái bữa đó tình cờ thức dậy đi đi cân cá để bán đó. Thì mới thấy một cái chiếc xuồng đang đậu ở đằng trước á. Nói ủa sao kỳ vậy ta, ai mà khiêng chiếc xuồng ra đây mà ở ngoài sông mà đem vô đây nữa. Mà trong đó thì đi xuống thì thấy chiếc xuồng ba lá. Mà không có dầm chèo gì hết. Mà có một bịch xà bông. Bịch xà bông với một cái hình Bác Hồ và một hình ông Nguyễn Trung Trực. Thì khi mà cũng nghe mấy người lớn tuổi đó chú. Người ta nói là mình là người phàm phu, là mình nhà cửa mình không có đầy đặn, mà mình phải đem ông Nguyễn Trung Trực này nè vô trong am tự đi. Cái cháu nghĩ rằng là cháu nói vậy cũng đúng. Thì cháu cũng có thắp nhang cho ông, nhưng mà cháu cũng ngưỡng mộ lắm. Thấy cũng thấy lạ, tại vì cái ông lão đó ông xin ăn rồi ông biết mất rồi mình cũng sợ. Đó, ông qua bên kia, ông xin ăn rồi ông cứ kêu cửa hoài, chừng nói phải nói cả 10 phút vậy đó. Là người ta không có mở cửa. Cái con thấy vậy con nói mà ông ơi, ông hai ơi, ông đi qua đây con cho cơm ông ăn nè, nếu hết cơm thì con nấu. Ông nói vậy hả? Nhưng mà nhà mày không còn hột gạo rồi không còn miếng cơm nguội nữa, mà mày nghĩ sao mày kêu tao ăn. Thì thấy ông này trông nó lạ, bổ vô ông lục cái gì không biết vậy cả. Chạy vô trong chổng thì dở cái hũ gạo lên không còn hột luôn. Trong nồi cơm mà tụi mấy đứa nít đứa con đó nó dẹt không còn miếng luôn. Mà bình thường là gạo mình con. Không có, cũng như là thường thường là cũng như là bán buôn nhộng nghèo mà chú bán. Thì đi về thì mua đủ 1 lít thì nấu thôi. Rồi đó thì mà ngày đó tụi nó nhà nó mà không biết gạo mình hết. Biết gạo hết rồi biết cơm hết. Cái sợ. Cái nói vậy là cái ông này thần tiên gì rồi chứ không phải người phàm chạy ra. Thì ông đã đi mất tiêu rồi. Thì nghe láng giềng trên nói cái ông đó ông đi xin trên trển bị cái ông kia ông. Đó rồi biến mất. Cái suy nghĩ cái mấy nghe người ta nói cái sợ quá, cái đi xuống dưới đình á, mới nói với mấy người chủ đình á, nói thôi giờ có cái hình ông Nguyễn Trung Trực thì thôi mấy ông linh thỉnh đi, chứ tôi không dám thờ, tại người ta nói là mình thờ là không được, tại vì thần thánh người ta phải ở am tự, chứ thờ trong nhà là không tốt. Thì thôi mấy ông linh thỉnh đi. Thì trong lúc đó thì đồng đạo ở đình đó đó lên cũng cỡ mười mấy người vậy đó, ngồi sập giạc luôn, bị nhà mình nghèo mà giảng một nữa. Cái đó nhiều năm rồi. Dạ cũng lâu rồi. Cái mà cũng tự nhiên cái chiếc xuồng là ở dưới cái bến mà luôn. Chiếc xuồng dưới bến. Mà có hình luôn. Rồi có cái hình của ông Bác Hồ với hình ông Nguyễn Trung Trực. Rồi còn lại ông hình ông Nguyễn Trung Trực mà cháu phải gửi xuống dưới đình á, tặng người ta thờ. Mà sau này cái ông cái cháu mới thuê cái dựa dưới chợ ôn á. Cháu bán thì trong tới cái ngày cúng ổng là ngày 16 tháng 4. Cái ổng mới nói thức dậy đi mà sao mà ngủ hoài vậy, không thức dậy thì cúng tướng. Cái giật mình vậy nói với ông xã nói ủa sao tôi nằm bao, người ta kêu đi cúng tướng là sao, người ta nói đi cúng tướng là sao, nói trời ơi bữa nay cúng thần nè, ông thần Nguyễn Trung Trực á. Cái mới nhớ lại nói vậy là ông thần ông kêu mình mà ổng là tướng sao. Cái người ta mới nói thì ổng hồi ổng sống thì ổng là tướng, ổng chết thì ổng về thần. Cái nói ủa vậy hả, thì xuống là con nói thiệt, phải lúc đó mà con biết chụp hình quay phim này là con quay luôn. Người ta rất là đông mà con xuống vô lại ổng, cái ổng cười nhát cái râu của ổng lên vậy đó. Ở trong hình á? Ở trong hình á, trong cái hình mà dưới đó rất là đông, người ta rất là ngưỡng mộ con lắm. Khi mà con mà tỉnh cái hình đưa xuống đó đó là cái lên hình của con. Cái hình của ông Nguyễn Trung Trực là trên nhà con. Mà vô thình, vô đình, thờ vô đình. Dạ, con mới mời mấy ông đó lên thỉnh về đình đi. Thì mấy ông rất là mừng.
mà khi mà tới cúng ổng là ổng ai nói gì tới mình hết trơn mà ổng mới kêu ổng nói sao mà mày không đi ngồi vậy cúng tướng mày ngủ hoài vậy đó, rồi bắt đầu giật mình như vậy, nói trời ơi cúng tướng là sao. Cái Mỹ Ngữ nói là tướng là bữa nay là cúng ông thần Nguyễn Trung Trực á. Nó nói ủa vậy hả, vậy là cúng ông thần của tôi sao? Đó thì con chạy với con mới vô là con quỳ con lại ổng, là ổng nhắc cái ổng có gâu đó, ổng nhắc cái gâu rồi ổng lên ổng cười, trời con mừng hết sức. Rồi Mỹ Ngữ đó mới trời ơi ngộ thiệt, người ta thấy luôn, người ta thấy luôn. Dạ, mà từ khi mà cái hình của ổng rơi vào nhà của con mà bây giờ thì con có nhà, con cũng có nhà, có cửa, có xe, có giỏ đồ này để con chạy. Chứ hồi đó con nghèo lắm, người ta lên ngồi có mười mấy người sập cái đùng. Thì đó thì nghèo đến nỗi vậy đó chú ha. Rồi con nghĩ với con cũng tín ngưỡng. Khi mà hôm qua con coi cái clip của chú ba đó, thì những cái bài thuốc mà được nước ngoài sử dụng, tín Dũng giới thiệu đó, thì con coi cái clip đó xong thì con trong lòng con nôn nao, con định đi. Mà trong lòng con nghĩ đó là đức thầy để cho những cái bài thuốc này để cho chú ba cứu dân độ thế. Cho nên con rất là ngưỡng mộ lắm. Con kêu, con kêu thằng này mày chạy lên đi, đặng đi liền, không có đợi chờ gì nữa chứ, mơi mốt gì không có, đi liền. Ta bệnh nặng lắm, nói vậy nó mới đi. Chứ còn nói bệnh ít ít là nó không đi đâu. Nói tao bệnh nặng lắm, phải tao đi tìm ông thầy đó. Ông thầy đó là bên đạo đức thầy, tao ngưỡng mộ thầy lắm. Uống là sẽ hết, thầy phải gia hộ cho mình. Đó thì mới đi lên tới đây. Rồi rồi, rồi cô kể tiếp, kể tiếp, kể tiếp mà gặp ông già đó xong rồi tới hình của cụ Nguyễn. Mà lúc là lại cụ Nguyễn là trong hình ổng cười. Ổng nhắc cái môi lên. Cười. Ổng nhắc cái râu của ổng lên, cậu cái cháu mừng cái Nam Mô Phật. À, xin ngài gia hộ độ cho con mua mai bán đắt đi, con làm ăn trả nợ hết kiếp này. Mà từ lúc mà thờ lại ông nhích cười đó, từ đó tới sau là thấy gia đình là làm ăn lên. Con làm ăn là con nhà có cửa, chứ ngày xưa cái nhà của con cắt bằng cái đũng đỉnh, nó thiệt chứ chú ha. Mà có mưa bão là con chung sàn á. Con chùm cái xu lại, con sợ là người ta nói là nó sập là chết, còn mình ở cái sàn nó mới chết. Rồi tới tiếp tục lắm. Tiếp tục rồi. Thì với cái clip này tôi cũng đỉnh chánh cho tất cả anh em bác sĩ ở trên đất nước Việt Nam, trên toàn thế giới. Các anh em nên nhớ rằng cái vấn đề là thế gian này, tất cả những cái sự vui buồn trong trần gian đều do cái nhân tiền báo qua hậu, tức là do cái ác mình gây tạo thì mình phải lãnh cái ác. Mà phần đông những người bệnh hoạn là do giết sinh vật nhiều mà sanh bệnh. Cho nên từ cái chỗ đó mà tôi nghe tất cả những người tu theo đạo thầy hoặc đạo Phật ăn chay 30-40 năm gặp mấy anh bác sĩ, mấy anh nói là ăn chay là cứu không được. Cho nên vậy mà điển hình như cô Út này đây, là ăn chay 10-20 năm cũng nghe lời sống ghiền này kia bác sĩ ăn mặn, rồi bệnh là viêm gan C, rồi u tùm lum hết trơn, rồi cắt mổ. Mà hôm nay cô ăn chay trở lại thì tự nhiên bệnh hết. Như vậy tôi đỉnh chánh tất cả anh em bác sĩ và tất cả những người mà ở thế gian này, quý vị đừng nghĩ rằng cái vấn đề mình ăn con vật là quý vị mình là dễ trị bệnh. Như vậy thì quý vị mình thấy vô trong cái bệnh viện là trong đó là 90% là những người ăn mặn không. Cho nên họ vẫn bị cưa, vẫn bị là xẻ, vẫn bị ung thư, vẫn bị là coi như là tai biến, vẫn bị gai cột sống thoái hóa, rồi tim phổi đủ thứ. Họ chết đầm ấm hoàn toàn là những người đã ăn mặn không. Như vậy thì có một số người ăn chay, là các ông nói rằng cái vấn đề ăn chay dễ trị bệnh. Mà mấy ông có nghĩ rằng cái vấn đề mấy ông chuối người ta ăn chay ăn mặn, người ta bệnh thêm, rồi người ta đọa địa ngục, mấy ông có biết không? Cho nên vậy mà ở đây đó tôi báo cho các ông biết. Thứ nhất là Đức Thầy là một vị Phật, là của thế kỷ 21, báo rằng trái đất của chúng ta sẽ hủy diệt bằng hạt nhân nguyên tử. Cho nên vậy mà tín đồ Phật giáo Hòa Hảo mấy chục năm nay ăn chay cúng lại làm lành niệm Phật để chờ Phật cứu. Cho nên mấy anh đừng có nghĩ rằng cái vấn đề khoa học là trên hết. Khoa học nó có cứu mấy anh lúc chết á, khoa học nó có cứu mấy anh sống được không? Giờ mấy anh chết á, là nguyên tử nổ mấy anh có sống được không? Cho nên vậy mà mấy anh mà khuyên mấy người ăn mặn, ăn chay mà trở lại ăn mặn, là mấy anh tự tạo cái quả cho mấy anh. Có nghĩa là kêu người ta ăn mặn là cái tội của các ông chịu đó. Và hai mai đây, mai mốt đây có ngày tận thế là các ông sẽ bị chư thần phạt không? Cho nên vậy mà dưới cái clip này là đây là nhân vật để chứng nghiệm rằng là cái vấn đề bác sĩ với người ở thế gian, phần đông thấy người ăn chay tự nhiên họ khuyên họ ăn mặn lại để có chất bổ dưỡng để nuôi cơ thể. Nhưng mà thật ra nếu nói về lực nhân quả, ăn mặn sát giết sinh vật nhiều
chừng nào chúng ta gây cái sự đau khổ chết chóc của nó, mình sẽ lãnh lấy hậu quả đau khổ, bệnh tật, chết chóc, chết yểu. Cho nên vậy mà và chúng sanh đa bệnh giả, dây trùng sát nghiệp trung lai. Phật nói rằng cỡ chỉ con người chết yểu và bệnh hoạn là do sát sanh nhiều. Cho nên vậy mà hôm nay thì dưới cái clip này thì tôi nghĩ rằng cô đây là hiện nay là có bà chị và là cha mẹ là cũng đã qua đời do bà chị báo trước, rồi cũng được về cõi thần. Và ông anh ổng qua đời rồi nhưng mà ổng cũng hiển linh về báo cho con là cái chiếc vỏ lãi chở heo sắp chìm mà báo thức dậy và kêu là con phải thức tỉnh tu hành, kêu cúng và cúng chay cho ông. Mỗi lần cúng con heo là ông phải giữ, phải đọa địa ngục ở dưới, là bị giam cầm ở dưới 3 năm. Còn là nếu cúng con nữa, mỗi năm cúng con heo là 3 năm là cứ tiếp diễn mãi. Mà có câu là cái lời xưa có một bài kinh là dầu cho cha mẹ ông bà 100 năm ăn số cũng là chớ sai, thành lòng thì cúng cơm chay, cho nên sát hại những loài thú kia. Dối gần nói cúng rồi chia, mà phần tội lỗi đổ về mẹ cha. Mình ăn sướng miệng âu ca, hồn linh cha mẹ diêm vang đà đài. Ấy là bất hiếu lắm thay, đừng để kẻ chết đắng cay khổ sầu. Chết rồi ăn có đặng đâu, cho nên suy nghĩ cho sâu mới là. Đừng theo tá đạo ngoại tà, sát sanh hại vật cúng màu tổ tiên. Ấy là đem sợi xích xiềng cốt cầm cha mẹ dưới miền diêm la. Hành phạt đau đớn xót xa, nên người suy nghĩ cho cha mẹ là. Kính thưa quý vị, cái đoạn kinh như thế. Như vậy thì hôm nay trong cái phần tập họ của cô anh em, nếu cái ông anh đó mà ông báo con là nếu không thì cái xe heo đã chìm là người con phải thường. Cái thứ hai là kêu con nghỉ ngày đó đi, nếu không thì là nghèo tận mạng. Mà hôm nay tôi anh em chúng tôi đi quay mấy ông làm heo là nghèo là tán gia bại sản luôn. Chứ chú biết không, có hàng xóm có cái ông đó mổ heo, ổng mổ hồi từ kiếp nào thì cháu không biết. Nhưng mà khi mà ổng chết, ổng cọt 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 vậy đó, ổng không chết được. Cái đêm cái thao nước, cái diệm lợi với cái mát. Ừ. Đêm cái diệm lợi với cái mát, cái cắm đó đó, cái bắt đầu ổng mới chết được á. Ừ. Thì cái đó là cháu thấy rõ ràng đó. Chính là ông nội của cháu ngày xưa ông đi đá gà đó. Ừ. Mà ổng chết ổng cũng cọt 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 vậy đó. Ừ. Cọt cọt bao lâu? Và như vậy thì ở đây thì cô thấy rằng cái ông anh đó là ông chết nhưng mà ông cũng về học đạo chư thần. Cho nên ông mới có cái quyền lên báo cho thằng con là chìm mà không cứu được cái vỏ đèo đò heo. Cái thứ hai là kêu mày bỏ nghề, nếu không bỏ nghề thì nghèo tàn mạc, thì sau này đọa địa ngục đồ này kia chết. Thì kêu bỏ nghề ổng độ cho thì bây giờ ông, nó giàu lắm. Dạ, cho nên vậy mà chú con đó bỏ cái nghề heo qua cái nghề bất động sản. Cho nên vậy mà cái chú đó bây giờ giàu nói chung tối đa. Như vậy thì qua cái clip hôm nay tôi nghĩ rằng tất cả quý anh em cộng đồng mạng là ngoài cái cõi vô hình, cõi hữu hình, chúng ta còn có cõi Phật Thánh Tiên, ma quỷ. Cho nên vậy mà ngoài cái con người sống thực tế của chúng ta còn có cái bậc chết rồi cũng vẫn còn dẫn dơ ở trên cõi trần gian này. Có người thì được cửu quyền là tu trước, dẫn dắt về núi tu, hoặc là có con cái hàng đêm cầu nguyện cho bớt tội thì về núi tu. Cho nên có những người thì không có ai tu đó, thì cái phần của cô Tô Hữu Ngạn Hoa nói bây giờ đó, tất cả người thân mình chết bây giờ cũng còn lẫn quẩn như mình đây, nhưng mình tại mình không thấy thôi. Chứ thật ra họ cũng là bây giờ địa ngục ở dưới, cũng không có giam cầm nữa rồi. Có nghĩa là bây giờ tự do trên dương thế, muốn làm gì làm đi. Giờ ăn ăn quán quán gì đó, tới cái ngày tận thế đó, phán xét lần cuối. Nếu đủ phước thì về dự hội Long Hoa sống thượng quan, còn nếu có tội thì đọa ra làm nước. Là kiếp này tới 10 ngàn cả triệu năm sau mới có thể làm người trở lại đó.
Cho nên vậy mà qua cái clip hôm nay tôi nghĩ rằng cái chuyện này nó vô hình và nó là tâm linh, nhưng mà nó hình như sự thật. Nếu không sự thật thì cô này là nói chung là đã chết. Như vậy quý vị mình tự nghĩa là đông máu, mạch lặn. Như vậy thì tất cả bệnh này 100 người chết đúng 100 người. Nếu không có mấy đứa con để hình mẹ Quan Âm lại mẹ Phật hiện ra cứu thì cô đã chết. Và đứa con đó sốt huyết não là nằm lê mê bất tỉnh, là bác sĩ cũng kêu quấn khăn đem về chôn. Như vậy thì cũng nhờ cái vấn đề bề trên gia hộ độ cho nên vậy mà mới được bình yên sống tới bây giờ, có con có cái khôn ngoan. Thì bây giờ chính cô cũng vậy, hôm nay vấn đề cũng nhờ bề trên độ cho nên cô bây giờ là tuy bệnh nhưng mà nó khỏe hơn lúc trước. Là tuy rằng là sống trốn đảo điên nhưng lòng vẫn được lặng yên như thường, có nghĩa là trong tâm bây giờ cô tin tưởng cụ quan thượng đẳng đại thần. Có nghĩa là tự nhiên tới sáng là dưới bến mình là có chiếc xuồng là có hình là quan thượng đẳng, cho nên cái chuyện này ông bảy bữa nó mất ha. Không có còn để mình xài, cô lấy cô bơi cô chở củi được mấy ngày rồi bắt cái xuồng đó cũng biến mất luôn. Dạ biến mất. Phải mấy ông đó nói trời ơi phải rồi đó, biết như vậy là mình chụp hình mình để kỷ niệm, mình quay clip đồ lại. Nó trời ơi biết mẹ gì quay, bây giờ tới giờ tao còn không biết, tại tao thấy nó lên Facebook gì đó, tao nhìn tao thấy tao bắt tao coi, chứ tao còn không biết quay không biết chụp nữa đâu mà. Thấy con gì con lúa lắm chú ơi. Như vậy thì cái này rất là hiển linh. Là bởi vì đứng không cái xuồng hiện ra rồi có hình của là quan thượng đẳng đại đó, rồi cái vấn đề là cô đem lại đình, mà cô là được là Nguyễn Trung Trực kêu lại là cúng đình, rồi cô lại cụ Nguyễn, thì cụ Nguyễn là dít môi cười là tức là mừng cho cô đó. Như vậy thì những cái con này cô đem ta lên ta thỉnh cũng mười mấy người á. Như vậy thì qua cái clip hôm nay thì tôi nghĩ rằng tất cả anh em chúng ta cộng đồng mạng trong và ngoài nước, quý vị phải tin tưởng rằng là sau khi con người chết là không phải hết đâu, mà về cõi ma quỷ, súc sanh, địa ngục, thần thánh, tiên. Rồi nếu chúng ta tu nữa thì đắc đạo về cõi Phật. Cho nên vậy quý vị phải tin tưởng điều đó. Cho nên tất cả những cái cuộc sống thế gian này, quý vị mình là muốn được yên ổn bình yên, quý vị gắng cố gắng ăn chay niệm Phật, làm lành cúng lại. Bên cạnh đó chúng ta nếu có cửu quyền, đã có một số đã chết rồi nhưng mà có tu, thì các bậc cửu quyền đó về núi non để hiển thần hiển thánh, để về gia hộ cho chúng ta. Cho nên trong bài nguyện là của bài cửu quyền, Đức Thầy nói mong nhờ đức cả bề trên, tức là cái bề cửu quyền mình mà cái hạng đã tu về bậc cõi trên á, độ con yên ổn vững bền cõi tu. Như vậy phải quý vị tin tưởng điều đó, mà quý vị nên ăn hiền ở lành cửu quyền mới độ nha. Cũng như ông anh hồi nãy đó, bà Mừ kêu là cái vấn đề đừng có nhậu chư thần cứu cho đó, mà cải uống ly rượu là chư thần dẫn đi dẫn họng liền. Cho nên quý vị rằng nên nhớ rằng ở trên thế gian này là Phật trời thần thánh người thân mình, giàu có tu cỡ nào nhưng với điều kiện là mình phải là ăn hiền ở lành và niệm Phật cúng lại là các cái bậc vô hình của quyền mới có thể cứu mình được. Cũng giống như mình làm cách mạng có công với nhà nước 30-40 năm, nhưng nhớ rằng cái vấn đề liêm chính, làm việc cho dân nhờ, thì quý vị mình sẽ cái chức đó giữ mãi mãi và lên chức. Mà nếu quý vị hối lộ mà hại dân thì quý vị cũng vẫn bị ở tù. Cho nên từ chỗ đó mà lực của thế gian với lực trời cũng y vậy. Cho nên mong rằng cái clip này toàn cả quý vị xa gần ai cũng đều là hướng về tâm linh và gắn lo ăn chay niệm Phật làm lành. Ngoài cái kiếp phàm phu chúng ta còn có cõi tiên cảnh Phật, ngoài cái thân xác mà bùng chỉnh nhơ quế chúng ta chết rồi thối, còn cái thân tiên thân Phật ở trên cõi tiên của Phật đang sẵn chờ. Và cái cõi chúng ta đang sống đây bão bùng giặc giả binh đao đủ thứ, rồi chúng ta nếu có tu thì chúng ta sẽ về cảnh Phật cõi tiên, là sống an nhàn tự tại trên cõi vô hình, là nó xa bất tận. Quý vị sẽ có một cuộc sống an vui vĩnh viễn trường tồn không đau khổ. Vậy kính chúc quý vị cộng đồng mạng trong và ngoài nước trong năm mới quý vị ai cũng đều sức khỏe dồi dào, tai qua nạn khỏi, bệnh tật tiêu trừ. Và quý vị làm ăn nếu kinh tế phát triển, quý vị nuôi sống gia đình, dư ra giúp đời trong cơn nghèo khổ bệnh tật, để quý vị có phước dự hội Long Hoa và quý vị gắn niệm Phật để được dẫn sanh Tây Phương Cực Lạc. Đến đây xin hết. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô A Di Đà Phật.